nhằm khích lệ tinh thần học tập, nâng cao nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay, đồng thời góp phần đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Anh trong nhà trường. Chiều ngày 2 tháng 3, tại trường Trung học cơ sở Ngũ Lão, cụm chuyên môn số 6 đã tổ chức ngày hội English Festival cấp huyện năm học 2022-2023. Dự ngày hội có đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, lãnh đạo xã Ngũ Lão, đại diện Ban giám hiệu, các thầy giáo là nhóm trưởng bộ môn tiếng Anh các trường trung học cơ sở trong cụm, ban đại diện cha mẹ học sinh cùng đông đảo các em học sinh các trường trung học cơ sở trong cụm chuyên môn số 6. Mở đầu ngày hội là các tiết mục văn nghệ đặc sắc với các bài hát tiếng Anh và các tiết mục nhảy vui nhộn do các em học sinh của các nhà trường trong cụm chuyên môn số 6 biểu diễn, đã mang đến cho ngày hội không khí vui tươi và hào hứng. Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Mười, cụm trưởng cụm chuyên môn số 6 nhấn mạnh, trong thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện luôn chú trọng công tác chỉ đạo dạy và học tiếng Anh, cũng như đưa festival trở thành hoạt động thường niên trong các nhà trường, góp phần quan trọng giúp các em học sinh có sân chơi để khẳng định và rèn luyện các kỹ năng cơ bản của môn tiếng Anh. Thông qua các hoạt động ngoại khóa ý nghĩa này sẽ giúp các em học sinh tự tin hơn, trưởng thành hơn trong việc sử dụng tiếng Anh để học tập, giao tiếp và hội nhập tốt hơn trong tương lai. Tham gia ngày hội English Festival có 120 em học sinh xuất sắc nhất đến từ 6 trường trung học cơ sở trong cụm, trải qua 3 vòng thi. Vòng 1 thi khởi động với 23 câu hỏi, chọn ra 14 em học sinh xuất sắc, vào vòng 2 với 19 câu hỏi, chọn ra 6 học sinh vào thi đấu loại trực tiếp, để chọn ra 3 bạn xuất sắc nhất vào vòng 3 tranh giải nhất, nhì, ba. Qua mỗi vòng thi, các em học sinh đã rất xuất sắc thể hiện khả năng của mình, đem đến cho ngày hội không khí vui tươi, phấn khởi. Các em học sinh đã thể hiện được kiến thức hiểu biết của mình ở các lĩnh vực khác nhau và khả năng nói tiếng Anh lưu loát, rõ ràng, phát âm chuẩn và phong thái tự tin. Trong ngày hội Festival có sự đồng hành của Trung tâm Anh ngữ ISA sẽ đem đến chương trình những sắc màu tươi mới và những trải nghiệm thực tế thú vị. Ngày hội còn trở nên sôi nổi hơn khi các thầy cô giáo của Trung tâm Anh ngữ ISA tổ chức giao lưu với khán giả. Nhiều phần quà hấp dẫn đã được trao tặng cho các khán giả có câu trả lời xuất sắc. Ngày hội English Festival của cụm chuyên môn số 6 tại trường Trung học cơ sở Ngũ Lão đã thành công tốt đẹp. Đây thực sự là sân chơi lành mạnh, lý thú và bổ ích, làm phong phú thêm các hoạt động ngoài giờ lên lớp, thu hút đông đảo học sinh các trường trong cụm tham gia. Tạo môi trường để các em được trải nghiệm, được giao lưu học hỏi, rèn luyện và giúp các em tự tin, mạnh dạn trong việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Qua đó khơi dậy niềm đam mê hứng khởi yêu thích môn tiếng Anh cho các em học sinh, giúp phong trào học tiếng Anh trong nhà trường ngày càng phát triển.